Hezbollah cho biết, mặt trận với Israel sẽ vẫn hoạt động. Anh, cảnh sát chuẩn bị cho cuộc biểu tình ủng hộ Palestine lớn nhất. Thủ tướng Anh lên án cuộc biểu tình ủng hộ Hamas. Tổng thống Pháp, tháng tới có thể quyết định xung đột Nga-Ukraine. Nga mở cuộc điều tra hành động khủng bố sau vụ tàu chật bánh. Chuyến thăm Nga của vị thượng tướng hé lộ thân phận tân bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc. Thái độ kỳ lạ của tướng Trung Quốc với Tổng thống Nga. Quý vị đang theo dõi mục Toàn cảnh quốc tế ngày 12 tháng 11 của DKN. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chính của bản tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mở đầu vẫn sẽ là những cập nhật về tình hình chiến sự tại dải Gaza. Hezbollah cho biết mặt trận với Israel vẫn sẽ hoạt động. Thưa quý vị, hôm 11 tháng 11, người đứng đầu lực lượng Hezbollah của Liban cho biết, trong những ngày gần đây, nhóm vũ trang của ông đã sử dụng các loại vũ khí mới và tấn công các mục tiêu mới ở Israel, đồng thời cam kết rằng mặt trận ở phía nam chống lại người Israel vẫn sẽ hoạt động. Đây là bài phát biểu thứ hai của nhà lãnh đạo Hezbollah, Saeed Hassan Nasrallah, kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10. Trong bài phát biểu đầu tiên vào đầu tháng này, ông nói rằng có khả năng giao tranh trên mặt trận Liban sẽ biến thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Nhà lãnh đạo Hezbollah cho biết, đã có sự nâng cấp trong các hoạt động của Hezbollah dọc theo mặt trận với Israel. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông nói, đã có sự cải thiện về số lượng hoạt động, quy mô và số lượng mục tiêu cũng như sự gia tăng về loại vũ khí. Nhà lãnh đạo Hezbollah cho biết, họ cũng đang tấn công thị trấn Kiryat Shmona ở phía bắc Israel trong một chiến dịch trả thù. Ông cam kết, mặt trận này sẽ vẫn hoạt động. Nhóm Hezbollah do lực lượng vệ binh cách mạng Iran thành lập năm 1982 là mũi nhọn của một liên minh thù địch với Israel và Hoa Kỳ, được Tehran hậu thuẫn. Israel thắt chặt vòng vây Gaza do Hamas cai trị sau cuộc tấn công xuyên biên giới ngày 7 tháng 10 của Hamas, mà Israel cho rằng đã giết chết khoảng 1.200 người, trong đó khoảng 240 người bị bắt cóc làm con tin. Cũng trong một động thái quốc tế khác, cảnh sát Anh chuẩn bị cho cuộc biểu tình ủng hộ Palestine lớn nhất. Thưa quý vị, cảnh sát Anh đang chuẩn bị cho một chiến dịch an ninh chưa từng có để chuẩn bị cho cuộc biểu tình ủng hộ Palestine sắp diễn ra ở thủ đô London. Lực lượng Metropolitan Police, hay gọi tắt là MES, dự kiến cuộc biểu tình trùng với ngày đình chiến sẽ là cuộc tuần hành lớn nhất và đã cảnh báo có nguy cơ xảy ra vũ lực. Những người biểu tình ủng hộ Palestine tụ tập gần đài liệt sĩ vô danh Cenotaph có thể bị bắt theo các biện pháp an ninh nhất thời do MES công bố. MES cho biết họ khai triển gần 2.000 cảnh sát trật tự công cộng làm nhiệm vụ vào ngày 11 tháng 11 và hơn 1.300 người khác vào ngày 12 tháng 11 như một phần của hoạt động an ninh khổng lồ nhằm trấn an cư dân địa phương. Các quan chức đã cảnh báo việc sử dụng vũ lực là có thể xảy ra trong bối cảnh lo ngại xung quanh các cuộc tuần hành phản đối các nhóm cực hữu. MES dự kiến sự kiện hôm 11 tháng 11 là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ các cuộc tuần hành ủng hộ Palestine hàng tuần bắt đầu vào tháng 10 và cảnh báo tình hình ở thủ đô London có thể mang tính thách thức và căng thẳng. Những người tổ chức cuộc biểu tình kêu gọi ngừng bắn ở Gaza tuyên bố khoảng 500.000 người có thể tham gia tuần hành từ công viên Hyde Park đến Đại sứ quán Mỹ ở Vaho. Mac cũng cho biết một khu vực loại trừ sẽ được thiết lập xung quanh đài liệt sĩ vô danh Cenotaph và một khu vực rộng lớn ở Whitehall sẽ có hiệu lực cấm những người biểu tình ủng hộ Palestine tới những địa điểm này, đồng thời siết chặt hơn các biện pháp an ninh thường được khai triển xung quanh nơi tưởng niệm quan trọng. Xung quanh Cenotaph đã có sự hiện diện của lực lượng chuyên dụng 24 giờ và sẽ duy trì cho đến sau buổi lễ vào ngày 12 tháng 11. Met cho biết họ đã thực hiện 188 vụ bắt giữ tội phạm vì tù ghép kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel. Phần lớn trong số đó nghi ngờ phạm tội bài Do Thái. Quá trình chuẩn bị cho cuộc biểu tình ủng hộ Palestine mới nhất ở London đã bị chi phối bởi tranh cãi chính trị về những bình luận của Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman về lực lượng Met ở trên tờ Times. Bà tuyên bố những người biểu tình cánh hữu hung hãn đã bị cảnh sát xử lý nặng tay.
trong khi đám đông ủng hộ Palestine phần lớn bị phớt lờ, cáo buộc lực lượng này áp dụng tiêu chuẩn kép. Sau đó cô tin rằng bà đã bất chấp yêu cầu của văn phòng Thủ tướng Anh về việc giảm bớt giọng điệu trên bài báo. Lãnh đạo Đảng Lao động Keir Starmer cho biết ngày đình chiến nên đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng hòa bình là có thể, ngay cả trong bối cảnh đổ máu ở Israel và Gaza. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà xanh San Tuyết Bản Liền, có hương vị đậm đà khí chất vùng núi cao, chát nhẹ và ngọt hậu. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945689573, truy cập gian hàng tại địa chỉ dkn.tv/tx1 hoặc quét mã QR trên màn hình. Xin trân trọng cảm ơn. Cũng trong một động thái quốc tế khác, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã lên án những người đồng tình với Hamas. Theo tờ The Guardian hôm 12 tháng 11 đưa tin, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã bình luận về cuộc biểu tình của những người ủng hộ lực lượng khủng bố Hamas. Ông nói, tôi lên án những cảnh tượng bạo lực mà chúng tôi đã chứng kiến từ Liên đoàn Phòng vệ Anh và các nhóm liên quan cũng như những người ủng hộ Hamas tham dự cuộc tuần hành quốc gia vì Palestine. Hoàn toàn không thể chấp nhận được những hành động hèn hạ của một bộ phận thiểu số người dân đã làm suy yếu những người đã chọn cách bày tỏ quan điểm của mình một cách hòa bình. Thủ tướng Anh nói, các hoạt động tưởng niệm dịp cuối tuần là thời gian để chúng ta đoàn kết với nhau như một quốc gia và tưởng nhớ những người đã chiến đấu và hy sinh vì tự do của chúng ta. Ông Sunak nói, những gì chúng ta chứng kiến hôm nay không bảo vệ danh dự của các lực lượng vũ trang của chúng ta mà ngược lại hoàn toàn không tôn trọng họ. Điều đó đúng với những tên côn đồ tấn công các sĩ quan cảnh sát và xâm phạm Senator. Và nó đúng đối với những người hát những bài hát chống Do Thái và vung các biển hiệu và quần áo ủng hộ Hamas trong cuộc biểu tình ngày nay. Nỗi sợ hãi và đe dọa mà cộng đồng Do Thái phải trải qua cuối tuần qua thật đáng chê trách. Mọi hành vi tội phạm phải được ngăn chặn bằng sức mạnh và sự kịp thời của pháp luật. Đó là những gì tôi đã nói với Ủy viên Cảnh sát Metz hôm 8 tháng 11. Đó là những gì họ phải chịu trách nhiệm và đó là những gì tôi mong đợi. Và cũng trong một động thái quan trọng khác, Tổng thống Pháp tháng tới có thể quyết định xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, hôm 11 tháng 1, hãng tin RT của Nga đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã dự đoán rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể đạt bước ngoặt vào cuối năm nay, sau vài tháng kể từ cuộc phản công của Kyiv, vốn cho đến nay vẫn chưa đạt được lợi ích đáng kể. Tuy nhiên, ông loại trừ khả năng Ukraine mở cuộc đàm phán với Nga trong thời gian tới. Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC hôm 10 tháng 11, ông Macron tuyên bố rằng, nếu Moscow chiếm ưu thế trước Kyiv, một đế quốc mới quyền lực ở châu Âu sẽ xuất hiện và sẽ đe dọa nhiều nước láng giềng, bao gồm cả các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Nhà lãnh đạo Pháp nhắc lại rằng, phương Tây nên tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cho rằng tháng tới là thời điểm rất quan trọng của cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông không nói rõ các sự kiện trong tháng 12 có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của cuộc chiến như thế nào. Về khả năng chấm dứt chiến sự, ông Macron cho rằng, vẫn chưa đến lúc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga và quyết định về vấn đề này, nên do Kyiv độc lập đưa ra. Tuy nhiên, ông nói rằng đến một lúc nào đó, Kyiv có thể có những cuộc đàm phán công bằng và tốt đẹp, đồng thời quay lại bàn đàm phán và tìm giải pháp với Nga. Cuộc phản công của Ukraine đã được tiến hành từ đầu tháng 6, nhưng chiến tuyến hầu như không thay đổi. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ước tính Ukraine thiệt hại lên tới hơn 90.000 quân nhân, cũng như mất 600 xe tăng và 1.900 xe bọc thép kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công. Tuần trước, mạng NBC News của Hoa Kỳ đưa tin rằng các quan chức phương Tây đã tham gia vào các cuộc đàm phán tế nhị với Ukraine để xem liệu nước này có thể xem xét một số nhượng bộ đối với Nga để chấm dứt giao tranh hay không. Theo bài báo, các cuộc gọi được thúc đẩy bởi phương Tây lo ngại rằng tình thế đang bế tắc và rằng Ukraine đang hết lực lượng. Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Kyiv. Tuy nhiên, mùa thu năm ngoái, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với giới lãnh đạo hiện tại ở Moscow. Sau khi bốn khu vực cũ của Ukraine bỏ phiếu áp đảo về việc tham gia cùng Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý. Năm ngoái, Tổng thống Pháp Macron gợi ý rằng bất kỳ cuộc hòa đàm nào của Ukraine sẽ phải bao gồm các cuộc thảo luận về bảo đảm an ninh cho Nga, đặc biệt là liên quan đến việc bố trí lực lượng NATO ở châu Âu. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine đã bác bỏ ý tưởng này. Cũng trong một thông tin khác liên quan đến chiến trường Đông Âu.
Nga mở cuộc điều tra hành động khủng bố sau vụ tàu chật bánh. Truyền thông Nga đưa tin hôm 11 tháng 11, Ủy ban điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra khủng bố sau một sự cố đường sắt lớn ở phía tây nước này. Các quan chức cho biết vụ nổ đã khiến hơn chục toa chở hàng chật bánh. Theo một tuyên bố đăng trên Telegram, Ủy ban cho biết một vụ án hình sự đã được mở để điều tra một hành động khủng bố và sở hữu trái phép vật liệu nổ hoặc thiết bị nổ. Theo các quan chức, một thiết bị nổ đã phát nổ trên tuyến đường sắt vùng Ryazan vào sáng sớm ngày 11 tháng 11, khiến 19 toa xe chở hàng chật khỏi đường ray. Tuyên bố cho biết 15 trong số toa xe đó đã bị thiệt hại. Quy mô chính xác của sự tàn phá vẫn đang được xác định. Ủy ban điều tra Nga vẫn chưa nêu tên bất kỳ nghi phạm nào trong vụ án và cũng không rõ có bao nhiêu người có thể liên quan. Ủy ban cho biết thêm, các quan chức vẫn đang điều tra hiện trường và thời điểm tuyên bố được đưa ra. Vụ việc xảy ra cách Moscow khoảng 200 km về phía đông nam. Các quan chức ban đầu đổ lỗi cho sự can thiệp trái phép của bên thứ ba vào hoạt động vận tải đường sắt. Thống đốc vùng Ryazan, Pavel Markov, cho biết các toa xe bị ảnh hưởng có chứa phân khoáng. Đoạn video do Ủy ban điều tra công bố cho thấy một trong những toa chở hàng mang dòng chữ Fosagro, một công ty hóa chất hàng đầu của Nga. Trong những tháng gần đây, trong một số trường hợp, cơ quan an ninh Liên bang Nga đã thông báo về việc bắt giữ các điệp viên Ukraine bị cáo buộc âm mưu tấn công cơ sở hạ tầng giao thông. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Kyiv đã nhiều lần tìm cách nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng khác nhau của Nga, bao gồm cả các cơ sở vận tải, bằng cách sử dụng các phương pháp như tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa. Chuyến thăm Nga của vị thượng tướng hé lộ thân phận tân bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc. Hôm 8 tháng 11, ông Trương Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã tới Moscow để hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Theo Reuters, đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai nhân vật này trong vòng 10 ngày. Cùng ngày, Tổng thống Nga Putin cũng gặp ông Trương Hữu Hiệp tại dinh thự của mình ở ngoại ô Moscow. Đài tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin, ông Trương Hữu Hiệp là nhân vật thứ hai trong quân đội Trung Quốc, chỉ sau Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình, và thường được coi là thân tín hàng đầu của ông Tập trong quân đội. Lần này, ông Trương Hữu Hiệp lại đến thăm Nga trong chuyến thăm cấp nhà nước, dấy lên những đồn đoán về việc ông Trương là ứng viên cho vị trí tân bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc. Vị trí đã bị trì hoãn trong một thời gian dài và có thể sắp được công bố. Trước chuyến thăm Nga hôm 8 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp đã có cuộc hội đàm bên lề diễn đàn Tương Sơn ở Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 10. Có nhiều dấu hiệu khác nhau khiến ngoại giới suy đoán rằng ông Trương Hữu Hiệp có thể trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới của Trung Quốc dưới sự bổ nhiệm của ông Tập Cận Bình. Thông tin cho thấy ông Trương Hữu Hiệp sinh năm 1950 tại tỉnh Thiểm Tây. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, quân hàm thượng tướng. Thông tấn xã Trung ương Đài Loan CNA đưa tin, trong cuộc trò chuyện với ông Trương Hữu Hiệp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga nói rằng hai người sẽ thảo luận về việc phát triển hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng, nhưng sẽ không có liên minh quân sự. Quan hệ Nga-Trung là mô hình hợp tác chiến lược dựa trên sự tin cậy và tôn trọng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga tin rằng cuộc gặp hôm 8 tháng 11 sẽ là một bước nữa trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ đa phương giữa các nước và các bộ quốc phòng của họ. Quan chức Trung Quốc Trương Hữu Hiệp cho rằng tình hữu nghị Trung Nga tiếp tục phát triển và sẽ trở nên bền chặt hơn theo thời gian. Kể từ đầu năm nay, hai nhà lãnh đạo Nga-Trung đã gặp nhau hai lần và đạt được một loạt đồng thuận quan trọng, vạch ra kế hoạch chi tiết mới cho quan hệ song phương. Một quan hệ giữa quân đội hai nước là biểu tượng quan trọng cho thấy mức độ cao và tính chất đặc biệt của mối quan hệ song phương. Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Moscow để thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà hai nguyên thủ quốc gia đã đạt được, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất giữa quân đội hai nước và cùng nhau bảo vệ lợi ích của hai nước. Theo các nguồn tin, khi gặp ông Trương Hữu Hiệp, Tổng thống Nga Putin nói rằng Nga hiện là quốc gia có lực lượng hạt nhân lớn nhất thế giới. Mối quan hệ hợp tác quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh đang tiếp tục phát triển, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao có thể bảo đảm an ninh chiến lược. Tổng thống Nga Putin đã đến thăm Bắc Kinh trước khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm ngoái và ký tuyên bố chung với người đồng cấp Tập Cận Bình nhằm xác định lại mối quan hệ Nga-Trung. Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả mối quan hệ mới này là sự hợp tác song phương không có khu vực hạn chế, không có giới hạn trên và không có cơ điểm kết thúc. Ngoại giới tin rằng mối quan hệ 3-0 này đã góp phần đưa đến quyết định cuối cùng của Tổng thống Nga Putin là xâm lược Ukraine.
Vào tháng 10 năm nay, ông Putin đã có chuyến đi đặc biệt tới Bắc Kinh để tham dự diễn đàn cấp cao Vành đai và Con đường. Nói về mối quan hệ với ông Tập Cận Bình, ông Putin cho biết hai người đã phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp. Cuộc gặp của Tổng thống Nga Putin với nhân vật thứ hai trong quân đội Trung Quốc ở Moscow càng khiến Hoa Kỳ coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất và Nga là mối đe dọa an ninh lớn nhất. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden định nghĩa thế kỷ 21 là cuộc đấu tranh sinh tử giữa các nền dân chủ và chế độ độc tài. Thái độ kỳ lạ của tướng Trung Quốc với Tổng thống Nga phải chăng là nhằm kích động xung đột quân sự ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương? Thưa quý vị, từ đoạn video ghi lại cuộc gặp mặt hôm 8 tháng 11 của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp với Tổng thống Nga Putin, các nhà phân tích chỉ ra rằng thái độ của quan chức quân sự Trung Quốc kỳ lạ chưa từng có. Cả phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các phương tiện truyền thông trong nước đều nhấn mạnh rằng cuộc gặp của ông Putin với ông Trương là một cách đối xử vượt quá quy ước có đi có lại về mặt ngoại giao. Ông Trương ca ngợi rằng không khó khăn nào có thể làm khó ông Putin và nước Nga. Bắc Kinh bày tỏ sự ngưỡng mộ về điều này. Tướng thứ hai trong quân đội Trung Quốc cho hay, mục đích chính của tôi khi đến đây lần này là để tăng cường hơn nữa sự hợp tác thực chất giữa quân đội hai nước. Qua video, một số phương tiện truyền thông nhận thấy rằng trong câu đầu tiên sau khi ngồi xuống, ông Putin đã đề cập đến từ liên minh quân sự. Ông Putin cho rằng quan hệ hữu nghị Nga-Trung có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới và khu vực. Nhưng điều này hoàn toàn khác với liên minh thời chiến tranh lạnh. Ông Putin nói, Nga và Trung Quốc sẽ không đi theo mô hình chiến tranh lạnh và không thành lập bất kỳ liên minh quân sự nào. Nhà bình luận Chu Hiểu Huy tin rằng, nhận xét của ông Putin là nguyên nhân chính dẫn đến chuyến thăm Nga của tướng Trung Quốc Trương Hữu Hiệp. Trước khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình gặp người đồng cấp Joe Biden, ông đã yêu cầu Nga làm rõ rằng Bắc Kinh và Moscow không muốn kích động cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, nhằm mở đường cho chuyến thăm Washington của ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, nhà bình luận Chu Hiểu Huy tin rằng Hoa Kỳ sẽ không còn tin vào vở diễn do Bắc Kinh dàn dựng nữa. Tuy nhiên, nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn lại có cách hiểu khác về cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trương. Nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn tin rằng nhân vật số 2 trong quân đội Trung Quốc Trương Hữu Hiệp đã trực tiếp bày tỏ lòng trung thành với Tổng thống Nga Putin. Ông nói, việc các nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc trực tiếp công khai cam kết trung thành với ông Putin là một hành động cực kỳ hiếm. Điều này cho thấy rằng mối quan hệ đặc biệt giữa Trung Quốc và Nga vượt xa thời Stalin. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố rằng Trung Quốc và Nga nên sát cánh và hỗ trợ nhau. Nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn tin rằng bài phát biểu của ông Trương Hữu Hiệp tại Moscow thậm chí còn vượt quá quan điểm của ông Vương Nghị. Trước chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình, Bắc Kinh đã hoàn toàn ràng buộc mình với Tổng thống Nga Putin. Đây rõ là một thách thức trắng trợn đối với Hoa Kỳ. Ngay sau khi tướng Trương Hữu Hiệp gặp ông Putin, hôm 10 tháng 11, xung đột lại nổ ra giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông. Philippines cho biết, tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã tấn công tàu tiếp tế của Philippines bằng vòi rồng. Truyền thông Philippines đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một tàu hải cảnh Trung Quốc bất ngờ đổi hướng trước một tàu tiếp tế Philippines nhằm ngăn cản tàu này tiến về phía trước. Sau đó hai tàu Trung Quốc khác áp sát tàu tiếp tế Philippines và tiếp tục quấy rối. Xung đột giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông tiếp tục leo thang. Phải chăng điều này cho thấy, với sự hỗ trợ của các đồng minh như Nga và Iran, chính phủ Trung Quốc có thể kích động xung đột quân sự ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương? Học giả Hoàng Tông Đỉnh tại Học viện Quốc phòng Đài Loan nói rằng, việc nâng cấp hợp tác an ninh gần đây giữa Hoa Kỳ và Philippines đã mở rộng phạm vi phòng thủ chung giữa hai nước từ Biển Đông truyền thống đến eo biển Đài Loan. Những hành động khiêu khích liên tục của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Biển Đông là nhằm kế vây ngụy cứu triệu. Đồng thời họ cũng muốn kiểm tra điểm mấu chốt trong cam kết phòng thủ của Hoa Kỳ đối với Philippines. Học giả Hoàng Tông Đỉnh cho rằng, từ đầu năm đến nay, các hành động vành đai xám của Bắc Kinh đối với Philippines ở Biển Đông mang tính chất xâm chiếm quốc đảo này sẽ khiến Hoa Kỳ phải hạn chế hơn nữa. Đặc biệt, Điều 4 của Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Philippines quy định rằng Hoa Kỳ và Philippines sẽ cùng đáp trả các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một trong hai bên ở khu vực Thái Bình Dương. Ở đây không định nghĩa rõ ràng về tấn công vũ trang. Trong tương lai, Washington có thể đưa một số hoạt động vành đai xám của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào phạm vi kích hoạt Hiệp ước Phòng thủ chung giữa Hoa Kỳ và Philippines. Washington đã tăng cường giám sát Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Giới quan sát cũng cho rằng
Nếu cuộc chiến Hamas-Israel nhanh chóng lắng xuống, thì trục tà ác tam giác quỷ Trung Nga-Iran sẽ mất cơ hội mở ra thế chiến thứ ba. Ngoài ra, gần đây, giáo sư Lưu Chính đã đăng tin trên YouTube rằng ông đã nhận được một bức thư bí mật từ sổ hội kiến của Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Trong đó có một số chuyên gia quân sự Trung Quốc về chiến tranh đường hầm cũng như các chuyên gia thiết kế và xây dựng đường hầm đã ở lại khu vực Gaza. Các chuyên gia Trung Quốc đã nảy ra ý tưởng để Hamas thiết lập các lối vào và lối ra đường hầm từ bệnh viện, trường học và nhà thờ, lợi dụng những người dân Gaza làm lá chắn sống. Sau khi Israel tiến vào Gaza, Hamas đã bắt giữ những chuyên gia đó của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị, một toàn cảnh quốc tế của DKN đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất trân quý và mong chờ những đóng góp của quý vị với vai trò cộng tác viên thường xuyên hoặc không thường xuyên. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contact@dkn.tv. Chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.